Để có thể ủng hộ cho mình và nhận được thông báo khi mình ra video mới, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hi, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Hoàng My Game đây. Đến với video ngày hôm nay, mình sẽ trở lại với cái chuyên mục review app nha các bạn ơi. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái ứng dụng giúp cho các bạn có thể giảm lag game năm 2019 này. Và đây là một cái ứng dụng rất là nhiều cái tính năng rất là tốt. Nó có thể giúp cho các bạn fix lag những tựa game như là Liên Quân, Free Fire, PUBG Mobile, Genshin, Mobile Legends hay là những cái tựa game khác mà các bạn chơi. Thì nói chung là những cái tựa game nào các bạn cũng có thể áp dụng vào nha. Rồi, thì mình sẽ cho các bạn xem sơ qua về cái ứng dụng này. Ở đây mình có viết rất là rõ, đó chính là đây là một ứng dụng giảm lag rất tốt với rất là nhiều tính năng giúp các bạn có thể giảm lag và tối ưu điện thoại đấy. Và rất là nhiều tính năng như là dọn RAM nè, dọn rác nè, tắt ứng dụng chạy ngầm, kể cả app hệ thống. Đây là một cái tính năng cực kỳ tốt cho những cái app nào mà giúp các bạn có thể giảm lag game mà có cái tính năng này á. Thì những cái chiếc điện thoại các bạn có thể giảm sử dụng và giảm lag rất tốt nha. Tiếp theo đó chính là có một cái app nữa là Game Booster và rất là nhiều cái tính năng khác, còn hồi mình sẽ mở app lên và cho bạn xem. Thì ok, để có thể download cái ứng dụng này về, các bạn sẽ kéo xuống cái phần mô tả video này, mình sẽ để đó một cái đường link. Thì các bạn click vào đó nó sẽ hiện cái trang web này, đây là trang web của mình làm ra để mà giúp cho các bạn có cái nhìn tổng của hay quan hơn về cái app này. Thì bạn cũng có thể đọc những cái thông tin mình có ghi dưới này. Thì để có thể tải về, các bạn sẽ có cái phần là tải về ở đây. Thì các bạn lưu ý cho mình, đây là tải về và dự phòng. Thì cái link dự phòng á thì nó sẽ, nếu như mà link tải về có bị lỗi, các bạn có thể đau qua dự phòng nha. Thì bây giờ mình sẽ bấm tải về. Thì đối với tải về á thì đây mình sẽ hướng dẫn các bạn, sau khi các bạn click vào tải về thì nó sẽ hiện trang web như thế này. Các bạn sẽ chọn vào tôi không phải là người máy ở đây để nó tiến hành xác minh cho chúng ta. Và bước này, nếu như các bạn đã đăng nhập tài khoản Gmail rồi thì nó sẽ không bắt các bạn xác minh ảnh nha. Và ngược lại thì nó kêu các bạn chọn hình gì, cứ chọn đúng hình đó là được. Thì mình đã đăng nhập tài khoản Gmail rồi cho nên là không có xác minh gì hết. Các bạn sẽ chọn list hay tôi continue nè để chuyển các bạn đến trang để mà lấy link download nha. Ok, thì tại đây các bạn sẽ đợi nó chạy xuống 0 giây. Thì cái đường link tải về này á thì mình sẽ up cái file lên MC, còn link dự phòng mình sẽ không up lên MC nha. Các bạn sẽ download trực tiếp luôn, cho nên là có hai sự lựa chọn cho các bạn đó. Sau khi chạy xuống không dây, các bạn sẽ bấm vào cái link nè để chuyển các bạn đến trang MC để download cái file Game Booster này về. Đây là ứng dụng 10M nha. Các bạn sẽ bấm vào tôi không phải là người máy ở đây. Ok, thì sau khi nó cũng sẽ xác minh cho các bạn như hồi nãy vậy đó. Rồi các bạn sẽ bấm download nè. Rồi các bạn cũng sẽ tương tự đợi nó chạy xuống không dây để tiến hành download cái file APK về nha. Ok, chúng ta sẽ cùng đợi nó chạy xuống không dây nha các bạn ơi. Và nếu như các bạn thấy ứng dụng này hiệu quả, video của mình có ích cho các bạn, hãy để lại cho mình một like và một đăng ký kênh, cũng như là hãy chia sẻ video này đến những người bạn của các bạn nha. Rồi các bạn hãy bấm vào download ở đây nè để tiến hành download cái file về. Thì cũng như là hãy comment lại cái hiệu quả của cái ứng dụng này với phần comment của video nha. Thì đối với cái ứng dụng á thì nó sẽ tùy mài máy, nó sẽ hỏi các bạn có tải hay không. Ở đây các bạn có cái phần dịch này, nếu như có phần dịch này các bạn tắt ra thì nó sẽ có cái phần ở trong này nè, là bạn muốn tải về cái ứng dụng này không, các bạn bấm tải xuống thì nó mới tiến hành tải cho các bạn nha. Đấy, nó tải cũng nhanh thôi các bạn, đấy nó chạy rất nhanh. Thì ok, sau khi tải về xong các bạn sẽ tiến hành cài đặt nha. Bây giờ mình sẽ gỡ cái ứng dụng nó đi để mà mình tiến hành cài đặt luôn cho những bạn nào mà chưa biết nha. Đây mình sẽ gỡ nó đi, đây là ứng dụng mà mình muốn chia sẻ các bạn đó. Rồi, thì đây, sau khi các bạn tải xong nó sẽ thông báo đây, các bạn sẽ bấm vào nó để tiến hành cài đặt nha. Đây, các bạn sẽ bấm tiếp theo, cài đặt. Rồi, nó sẽ tiến hành cài đặt vào máy cho chúng ta. Thì tùy vào máy sẽ có cái tốc độ cài đặt khác nhau. Và cái video test game của cái ứng dụng này mình sẽ để cuối video. Bạn nào muốn xem thì hãy đợi đến cuối video để xem nha. Mình đánh nắc rốc rất là hay luôn á. Ok, chúng ta sẽ đợi nó cài đặt nha. Thì sau khi cài đặt xong mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng, và nó sử dụng hơi khó một xíu nên là các bạn nên xem kỹ video của mình để mà có những cái kiến thức cơ bản để mà sử dụng cái ứng dụng này được hiệu quả nha. Nó rất là nhiều tính năng luôn các bạn ơi, cho nên là các bạn cần phải xem kỹ để có thể làm theo. Thì đây là một ứng dụng mình đánh giá rất là tốt, tại vì nó có rất là những cái tính năng ưu việt hiện tại mà những cái app giảm lag game mà cần có. Cái đặc biệt nhất là cái tắt app hệ thống thôi, cái đó là cái quan trọng nhất mà những cái app giảm lag game nên áp dụng vào. Thì mình là dân review những ứng dụng mà, cho nên là mình luôn luôn tìm đến những cái ứng dụng nào hiệu quả để mà mình review cho các bạn. Những bạn nào muốn xem những cái video về những cái ứng dụng mới hay là những cái gì đó liên quan đến điện thoại thì các bạn hãy đăng ký kênh mình để mà chờ đón nha. Ok, thì sau khi cài đặt xong chúng ta sẽ trở về. Thì nó sẽ có một cái icon như thế này ngoài menu. Đây. Đấy, đây là cái ứng dụng ngày hôm nay. Bây giờ mình sẽ mở lên để hướng dẫn các bạn sử dụng nó nha.
Rồi thì tại đây có rất là nhiều mục, nhưng mà các bạn cần lưu ý đầu tiên đó cho mình thì các bạn sẽ vào cái phần này, cái phần ba chấm dấu ba chấm trên này nè để tiến hành cài đặt nha. Các bạn sẽ chọn cái setting. Rồi thì tại đây các bạn sẽ cài đặt như thế nào thì các bạn sẽ kéo xuống dưới này cho mình cái phần hit system app nè, cái nghĩa là ẩn app đi á, app hệ thống đi, các bạn sẽ bấm tắt đi để nó hiện những cái app hệ thống của chúng ta để có thể chúng ta tắt được nha. Và new messenger alert các bạn sẽ tắt đi đó. Rồi đó là hai cái phần mà các bạn lưu ý cho mình, sau đó các bạn sẽ chở ra. Rồi thì tại đây có rất là nhiều cái tính năng, thì các bạn muốn dọn rác thì các bạn sẽ bấm vào đây. Thì nó không có liên quan nhiều đến cái chuyện mà các bạn chơi game mượn hay không là cái phần rác này, nhưng mà các bạn nên quét để cho cái máy các bạn có nhiều bộ nhớ trống hơn để các bạn có thể sử dụng để mà đau game hay là đau nhạc, đau bất cứ cái gì đó mà các bạn muốn nha. Đấy thì nó sẽ tiến hành quét coi những cái nào dư thừa thì nó sẽ tiến hành xóa cho chúng ta. Các bạn sẽ chọn vào clean nè để nó tiến hành xóa đi những cái này cho chúng ta nha. Rồi thì cái này mình chỉ nói sơ qua thôi, nó quét thì lâu lắm tại vì máy mình nhiều rác lắm các bạn ơi. Rồi thì các bạn có thể dùng nó để xóa rác nè. Đấy cái đầu tiên mình lại bấm vô nữa rồi. Rồi tiếp theo đó chính là cái phần các bạn cần quan tâm để các bạn có thể giảm lag game á, chính là phần update nè. Đấy mà không biết mình đọc đúng không nha các bạn. Đấy thì nó sẽ các bạn bấm vào thì sẽ hiện ra những cái danh sách app đang chạy ngầm, có cả app hệ thống như các bạn đã làm cái bước hồi nãy mà mình đã hướng dẫn nha, thì sẽ có cả app hệ thống luôn. Các bạn sẽ đợi nó một xíu, nó đang tiến hành quét cho chúng ta. Thì tùy vào máy các bạn có nhiều app hay không thì nó sẽ có cái tốc độ hiển thị ra nhanh hay chậm nha các bạn ơi. Máy mình thì cả đống luôn tại vì mình đào rất là nhiều những cái ứng dụng cũng như là cái hệ thống ứng dụng Android ấy, thì ứng dụng hệ thống á nó nhiều lắm nên là nó sẽ quét khá lâu. Chúng ta sẽ cùng ngồi đợi nó một xíu nha các bạn ơi. Rồi thì sau khi nó quét xong thì nó sẽ hiện ra những cái ứng dụng đang ở đây, thì các bạn chỉ cần chọn vào cái thùng rác ở đây thì nó sẽ tiến hành tắt hết những cái app này luôn, nó tắt luôn nha các bạn. Ở đây thì mình đang quay màn hình cho nên là mình sẽ bỏ cái phần đeo ra và các bạn sẽ xem những cái nào mà các bạn cần xài thì các bạn giữ lại nha. Còn những cái nào mà các bạn không xài đến các bạn cứ tắt đi cho mình. Đấy các bạn cho nó để dấu check, nghĩa là các bạn sẽ tắt lại quay. Mình lỡ bấm vào login nữa rồi. Thì các bạn sẽ kiếm những cái nào các bạn xài, ví dụ như là danh bạ nè thì các bạn xài. Không nhưng mà các bạn cứ để cho nó tắt đi cũng được, tại vì sau khi các bạn tắt đi các bạn mở danh bạ lên thì cũng khởi động thôi, nên không có sao hết. Các bạn kiếm những cái nào mà đang sử dụng như là phần mềm quay màn hình nè. Ví dụ như mình đang quay màn hình và mình đang cần nó, mình không thể tắt nó đi thì mình sẽ bỏ check nó. Như vậy ví dụ vậy á. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành xóa đi. Rồi thì sau khi nó xóa đi xong chúng ta sẽ có cái RAM cao trống rất là nhiều. Rồi chúng ta sẽ trở ra. Ở đây các bạn sẽ tiến hành chọn vào phần cái này khó đọc quá. Nói chung có hình tên lửa các bạn sẽ bấm vào để nó tiến hành lia RAM cho chúng ta nha. Rồi sau khi lia RAM xong các bạn sẽ vào cái phần game booster này. Cái ứng dụng này cũng có một cái chức năng nữa, đó chính là vậy. Đây có chức năng nữa là cái này là cái phần tiết kiệm pin và sạc nhanh á. Cái này mình sẽ không nói sâu, những bạn nào muốn tìm hiểu có thể tìm hiểu thêm nha. Thì chúng ta sẽ vào game booster nè để tiến hành tăng tốc game nha. Sau khi các bạn chọn vào thì nó sẽ có một thông báo thế này, nghĩa là các bạn sẽ chọn một tựa game trong này và nó sẽ tiến hành tăng tốc chúng ta khi chúng ta cài đặt. Đấy thì các bạn sẽ làm như mình, các bạn sẽ kiếm tựa game mà các bạn đang chơi và các bạn sẽ sợ tên luôn. Ví dụ mình tựa game FIFA đi đó, các bạn sẽ đánh check vào đó. Sau các bạn chọn vào cái ba chấm trên này, đây các bạn sẽ chọn vào setting. Sau các bạn sẽ enable hai cái này lên cho mình. Thì ở đây nó sẽ tiến hành tăng tốc ẩn cho chúng ta mỗi 5 phút và mỗi 3 phút. Đây là hai cái chức năng tăng tốc khác nhau nha. Thì nó sẽ giúp cho các bạn có thể giảm ping và tăng FPS cho các bạn khi các bạn chơi game. Thì nếu như mà riêng máy mình thì nó sẽ tăng tốc ẩn, còn không biết máy các bạn nó có sẽ hiện thông báo gì không, nên là các bạn lưu ý nha. Nếu như có hiện thông báo các bạn tắt đi hai cái này. Còn riêng máy mình thì các bạn bật lên thì nó chỉ có một cái dòng như này thôi để nó cho chúng ta biết là cái máy chúng ta đã sử dụng bao nhiêu, nó đang còn trống bao nhiêu RAM, rồi nó có vấn đề gì không. Đấy như vậy đó, và nó sẽ tăng tốc ẩn cho chúng ta rất là hiệu quả luôn. Đấy rồi thì mình sẽ nhắc lại cho các bạn những cái bước để tiến hành sử dụng cái ứng dụng này. Đầu tiên các bạn sẽ sử dụng đó chính là phần app tool đây nè, thì nó sẽ tiến hành quét ra những cái app nào đang chạy nền. Đấy cả app hệ thống luôn, các bạn sẽ tiến hành tắt đi. Thì các bạn chỉ cần chọn thùng rác thì sẽ tắt cho chúng ta. Sau đó các bạn sẽ chọn vào phần device này có hình tên lửa nè để tiến hành quét RAM một lần nữa. Tiếp theo các bạn sẽ vào game booster và chọn vào cái tựa game các bạn đang chơi và vào setting giống như hồi nãy mình chỉ. Sau đó các bạn sẽ trở về màn hình chính và các bạn sẽ vào tựa game mà các bạn đã chọn. Rồi ở đây ví dụ Free Fire mình sẽ bấm vào. Thì hồi nãy các bạn chọn game gì rồi thì các bạn mới vào đây các bạn mở game đó lên nha.
Đấy, tương tự với những tựa game khác như là Liên Quân, PUBG Mobile hay là Genshin Impact, các bạn cứ set, các bạn chỉ chọn chọn nó trong cái phần select nãy đó, rồi các bạn sẽ vào setting rồi bật lên giống mình, xong đó các bạn vào game như thế này là ok. Rồi, thì video mà mình chia sẻ các bạn ứng dụng này đến đây là hết rồi. Nếu như các bạn thấy video hay, hiểu ích cho các bạn, hãy để lại cho mình một like và đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Mời các bạn đến với video test game nha. Bye bye.